Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Ba Đình đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng hình ảnh và những tình huống thực tế để tác động sâu sắc có hiệu quả đến người đứng đầu các cơ sở và quần chúng nhân dân. Tình huống giả định là cháy tại ngôi nhà vừa sử dụng để thu mua giấy vụn, vừa là nơi để ở, sinh hoạt. Trong nhà có hai người mắc kẹt. Sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô và gọi điện báo cho cơ quan chức năng, đồng thời lấy nước dập lửa. Tuy nhiên, với nhiều nguyên liệu dễ cháy trong nhà, đám cháy vẫn bùng phát. Lực lượng cơ sở gồm bảo vệ dân phố, dân phòng đã nhanh chóng tiến hành thực hiện công tác chữa cháy ban đầu, phát huy tinh thần bốn tại chỗ, cảnh báo cho người dân, cắt điện ngôi nhà, gọi điện báo cháy 114, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an quận Ba Đình cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ cứu người và khống chế đám cháy. Thông qua buổi diễn tập, một lần nữa giúp kiểm tra lại công tác thường trực, sẵn sàng cứu chữa các vụ cháy nổ của các lực lượng chữa cháy, trong đó có lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc diễn tập đối với đối tượng là nhà dân trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy không tiếp cận được sát với tình hình thực tế, giúp người dân có thêm kinh nghiệm khi sự cố xảy ra.